Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc gặp với doanh nhân tại Bali, Indonesia hôm 7 tháng 10 đã khẳng định Hoa Kỳ cam kết đàm phán xây dựng Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Kerry đã gặp gỡ các CEO tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC, một trong những hoạt động diễn ra song song với cuộc họp chính của các nguyên thủ, quy tụ 21 quốc gia trong khu vực. Điểm cốt lõi của TPP là giúp tăng trưởng kinh tế và việc làm cho người dân bằng cách tạo ra một làn sóng đầu tư và khởi nghiệp trên khắp châu Á-Thái Bình Dương. Điều này diễn ra vào thời điểm mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Hoa Kỳ luôn điều phối các cuộc đàm phán về TPP, đặc biệt là trong những lĩnh vực có sự thay đổi nhanh chóng như sở hữu trí tuệ. Nhưng để tìm kiếm một sự đồng thuận về những vấn đề hoàn toàn không dễ dàng đối với một nhóm 12 quốc gia. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng một thỏa thuận đáp ứng được tham vọng của Mỹ là hoàn toàn có thể đạt được vào cuối năm nay. Hiệp ước TPP liên quan đến những quốc gia như Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Chile, Canada, Mexico và Peru. Trong khi đó, Trung Quốc đang theo đuổi một thỏa thuận thương mại tự do liên quan đến 16 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương được xem như một nhóm đối trọng. Mặc dù ghi nhận nỗ lực tăng cường quan hệ thương mại trong khu vực, ông Kerry cảnh báo nạn tham nhũng. Tham nhũng sẽ hủy hoại thị trường của chúng ta bởi nó khiến cho giá cả tăng cao. Nó là thủ phạm của sự không chắc chắn và thiếu hiệu quả. Nó ăn mòn năng lực lãnh đạo và đe dọa thị trường vốn. Tóm lại, nó làm giảm tốc độ tăng trưởng. Rõ ràng là tham nhũng không thể đáp ứng được tiêu chuẩn của một thế giới đang tìm kiếm sự minh bạch. Theo báo cáo riêng tại Indonesia, nước này mất khoảng 238,6 triệu đô la cho tham nhũng vào năm 2011. Trong đó, tham ô chiếm phần lớn khoản tiền thất thoát và đầu tư công là lĩnh vực dễ bị tham nhũng nhất.